Hello xe tất cả bạn đã đến với channel của mình. Mình chính là giống cute một bé xíu mùi. Ok, trước khi bắt đầu video này thì các bạn nhớ nhấn like, nhấn share, nhấn vào cái nút đăng ký cho Zoomy nha mọi người, để Zoomy đạt được 500k subscribe sớm nhất. Trời ơi, để bên kia yêu còn những quà từ hi ha nữa mọi người ơi. Ok, còn bây giờ thì let's go vô video thôi. Mọi người hẹn nhau giữa làng á mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ra mình chơi với mọi người đi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi là mấy bạn. Trời ơi con nhớ con Quy Quy nó vẫn còn tìm. Nhớ Nhung hàng ngày luôn kìa mọi người. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mọi người tìm giúp tôi con nhớ đi mọi người ơi. Không, cái này tôi chịu trách nhiệm với các cha nội. Trời ơi, hôm nay Nabi với Nabi chừng đến nhau đó trời. Trời ơi. Con đi chua. Trời ơi, nó buồn hoài luôn kìa. Trời ơi, nhìn cái mặt Zombie mà còn nhãn hơn nữa. Hả? Có gì? Nhãn hả gì? Ủa sao? Ủa mấy bạn nhìn mặt có gì đâu. Xuống sắc, tuyệt trừ. Quỷ này nó khùng. Nhìn nhãn bro. Thôi xuống sắc đó nha. Giống bà giả chị. Sao vậy? Nó hoài quá. Nó nhầm chơi đừng nè. Giống bà giả. Trời ơi, hả? Nói ông nhìn thử coi giống bà già chỗ nào vậy? Trời ơi, mặt Zombie mà giống bà già nó ừ. Vậy hơn bà già nữa mày. Chị vẫn chơi hoài mấy thanh niên, mấy rô, mấy không. Người cho kỳ vậy. Nhưng mà cái này xuống sắc thiệt. Bởi khi chị xinh lắm nhưng mà hôm nay sao chị giống như là không có cây make up dễ nữa luôn mọi người. Mấy đứa này nó sầm sàm nó cũng khùng dữ trời. Ôi, đi về. Về mấy cấp đây. Ôi, đi chơi. Trời ơi, tự nhiên qua chơi, đi chơi mình mọi người. Để tức thiệt sự luôn á. Không hiểu sao nhìn cái mặt người ta cu te hột mé xíu muội hột gà sữa vậy á. Mà chơi người ta xuống sắc. Chơi người ta không biết cúp đồ này nọ. Mọi người nhìn cái mặt mình hơi bực quá. Đi lên mạng tìm cái gương để order về mới được. A few moments later. À đủ. Được cái gương này hơi bự rồi. Trời ơi mình đợi shipper mà mình tức luôn á mọi người ơi. Cái cha nội shipper này. Shipper tới rồi. Đây, con có phải là Zoom không? Zoomy chứ không có Zoom nha, cha nội. Ủa sao cô đặt trên đây là cô ghi là Zoom nè. Hả? Ủa? Ok, ông nói gì cũng đúng á, ông giao cho tôi cái gương màu đi. Đây là cái gương cô đặt, cô trả tiền trên kia rồi đúng không? Đương nhiên rồi, trời ơi, tôi mua đồ lúc nào tôi cũng trả trên thẻ hết đó cha ơi. Thôi tôi đi đây, tạm biệt cô. Rồi muốn gì bỏ không chơi luôn á mọi người. Giao hàng gì giao trời tối trời khuya vậy nè. Giao lúc 2:30 sáng. Trời ơi ai ngồi ai coi được gì nữa trời. Gắn cái gương lên đây. Á đù. Cũng được đó. Để mình nhìn cái mặt mình coi. Mình soi kỹ vô coi mọi người. Ý. Ý. Có vẻ là khá là đẹp đó. Trời ơi mình mặt mình đâu có sao đâu. Đúng rồi mấy bạn. Mà tại sao tụi nó lại chơi cái mặt của mình. Thả ta ra, thả ta ra. Tại sao ngươi lại bắt ta như vậy, thả ta ra. Ngươi ở yên ở đó đi. Đồ ngu. Thả ta ra, đồ con kiếp này. Thả ta ra. Trời ơi, thả ta ra. Là lối tối ngày. Bây giờ cũng là 3 giờ đêm nè. Tới giờ ta phải hành động rồi. Đi mau thôi. Trời ơi, sao mà xinh dữ vậy ta. Đúng là không ai trong cái làng này đẹp bằng mình. Ôi trời ơi. Bây giờ con mồi đầu tiên của mình đã tới rồi. Ôi ơi, dạ. Ai vậy? Ủa sao? Xinh lắm đúng không? Bây giờ tụi mình phải chết đi. Bây giờ thì mày cũng không có mặt chúng tao rồi. Bây giờ thì mình sẽ tới đối tượng tiếp theo thôi. Tụi bay sẽ lãnh hậu quả. Ôi trời ơi, đêm khuya sao mà đói bụng dữ bay. Thôi ra ngoài đường kiếm có gì ăn không. Hello Quy. Quy đói bụng hả? Bà không có mặt gì hết vậy Zombie. Ủa ông nói gì vậy? Ông đi ra đây nhìn kỹ lại đi. Quy có mặt mà. Ba lùi ra đi nha. Thay tôi sẽ lùi ra, ông đi ra đi. Lùi đã xa nữa. Ba làm gì mà ghê quá vậy? Ông đi ra đây. Quy ơi, đúng là ai? Quy ơi, kìa bà con mình cứu tôi. Rồi cuối cùng cũng thoát rồi. Mà chuyện gì đây xảy ra vậy? Sao đôi mắt
mũi lại miệng của Yumi không có trên cái khuôn mặt của Yumi vậy? Mày không thoát được tao đâu Huy ơi. Không được rồi, mình phải báo cho cái chuyện này cho mọi người mới được. Không sợ quá à. Huy muốn báo hả? Bây giờ nó không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ đã là thứ hai, ai sẽ tiêu diệt cả làng sinh tố của tụi mày? Ôi, nhìn gương mặt của tụi mày không có mắt với miệng. Giờ mình đi nhanh thôi. Sao không ngủ được vậy vậy? Sao nhức mình nhức mẩy quá. Sao mình cứ có cảm giác bất an, lo lắng cái gì á. Không biết bây giờ làng sinh tố mình có ai, còn ai, có ai thức không ta? Thôi để đi dạo xung quanh làng. Ôi la 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 la. Cái gì kìa? Thôi cái gì vậy? Sao má mày ở đây không vậy? Đây là hình nộm hả? Cái gì vậy? Ủa, đây là Huy thiệt hả? Là nó thiệt mà tại sao cái mặt của nó bị gì vậy? Hay không lẽ tụi này nó lại có bày trò gì nữa hả? Nhưng mà tại sao có máu ở đây nữa? Ủa, chuyện gì đó xảy ra ta? Nhưng mà trời tối mà ai lại bày trò? Không ổn rồi, mình cảm giác có điều không ổn với cái làng này rồi. Mình phải đi kiểm tra hết mọi thứ coi xem sao. Còn ai không ta? Huy bây giờ Nam ơi, cũng không có mặt. Tại sao Ly những có nhận xét mọi người chết này? Mẫu mẹ cũng giống Huy, với lại tại sao cũng không có mặt? Hai cái chết thật là giống nhau. Nhưng mà có chuyện gì ta? Chuyện gì đó xảy ra? Không biết làng còn ai không nữa, hãy đi kiểm tra thêm mới được. Trời ơi, chơi game Pokemon mà chẳng bắt được con nào vậy trời, chán ghê. Em chơi game Pokemon em không bắt được con nào hả? Chị với mấy ổ ông đi. Mặt mũi chị đâu vậy? Mặt mũi của chị á hả? Chắc là nó nằm ở trên mặt của em á. Ê gì vậy, bình tĩnh chị ơi. Trời, em nhớ sáng em chơi chị có phiếu mà. Bình tĩnh chỗ nào hả? Đó bà, tạ thả em đi. Tha em đi chứ. Ok, đúng rồi. Tha cho em. Bây giờ chị sẽ tha cho em. Tại sao cái con quỷ quái quỷ đó nó lại nhốt mình ở đây vậy trời? Trời ơi, không lẽ nó chính là con quỷ mà gương không mặt chuyện thế sao trời? Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình không thoát ra được ở đây được. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Có ai không giúp tôi với? Bây giờ ta chỉ cần giết hai đứa nữa thôi, bom cái làng này. Mình phải chạy lên báo cho Jimmy biết, để coi Jimmy có chết hay là gì không nữa. Tụi kia nó đã chết hết rồi, bây giờ không biết có chuyện gì không nữa. Ủa, ở đây có cái gương đẹp vậy? Ui, nhưng mà khoan, Jimmy bây giờ không biết ở đâu nữa ta. Ủa, Jimmy? Thi Hà ơi. Ủa, bà còn sống hả? Trời ơi, trời, để tôi xây qua tôi nói chuyện với bà cho lẹ. Tôi vẫn còn sống. Ủa, bà đâu? Nhưng mà bây giờ tôi đã đâu? Trong cái gương rồi, Thi Hà ơi. Gì? Ủa? Tôi đã bị quỷ gì? Ma ngươi. Tôi không tin, để tôi xây lại tôi coi. Tôi nói thật mà, ông phải xin tôi. Trời ơi, Hi Ha ơi, tôi đã bị mắc kẹt trong thế giới gương này rồi. Chỉ có ông nhìn vô gương mới thấy được tôi thôi. Bây giờ ông tìm cách cứu cái làng của tôi đi ha. Có con gì? Nó lại coi. Con quỷ ma gương không mặt. Quỷ ma gương không mặt, ok được rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bà đem bị bắt trong đó thì làm sao tôi làm cách nào để cứu được bà bây giờ? Ôi, ông tìm cách đi, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ ông mà để như vậy là nó sẽ hại chết hết cả làng này đó, Hi Ha ơi. Ôi rồi, để tôi dùng cái máy cái bên này của bà để tôi xử. Tôi tìm thử, phải tìm cách mới được. Thì ra đây chính là cách. Bây giờ khi mà giết gặp nó thì mình sẽ nhắm mắt. Nó, khi mà có người nhắm mắt thì nó sẽ bất động. Được. Jimmy ơi. Hả? Tôi nghe Hi Ha ơi, ông đã tìm được cách nào để giết nó chưa? Tôi tìm được cách rồi, thì bây giờ tôi đi giết nó liền nha. Tôi tìm được rồi. Ok, ông đi giết nó nào đi. Bà đợi thông tin tôi nha. Ok, tôi đi giết nó đây. Đi thôi. Đi lên để cứu mọi người. Bây giờ nó đang ở đâu ta?
không lẽ bây giờ nó giết xong đây đây đây, không lẽ người tiếp theo là Hachi? Để coi, qua bên Hachi thử. Đừng nói Hachi bị giết rồi nha. Hachi ơi em đừng chết. Em đừng bị giết, em đừng bị giết Hachi. Hachi bình tĩnh Hachi ơi. Hachi ơi, bình tĩnh. Hachi. Bây giờ chỉ còn một người thôi. Là Jinky. Không, đừng. Vậy là chắc chắn đây bên nhà Jinky. À, trời ơi. Ồ, gì vậy ta? Ủa, chết. Gì sao mặt chị thấy vậy? Cái gì vậy chị? Từ từ rồi em sẽ biết. Bây giờ em nên đi đoàn tụ với bạn bè. Nhìn kia nhắm mắt lại. Nhìn kia nhắm mắt lại không xuống. Mày cũng tới đây luôn rồi à? Cái thằng kia. Hôm nay sao là ngày tàn của tụi mày? Tụi mày cũng sẽ phải chết thôi. Sao mình không biết được tụi nó vậy trời? Nhắm mắt vô nhìn kia. Không mặt lên đi. Không sao đâu em. Nhắm mày. Bỏ mày mới mở ra. Không được nhắm mắt lại. Không được mở mắt nha Jinky. Bằng giá nào cũng không được. Phải mở mắt. Không được mở mắt nha. À, bây giờ phải mở bắt đầu rồi. Đây đây đây. Cứ đi hay nha, cứ đi từ từ. Tụi mày không được di chuyển. Ôi, đây là cái bồn nước. Bồn nước nè, vậy là bên phải là cửa nè. Đi. Ok, ra cửa rồi. Đi ra cửa rồi, chuẩn bị đóng cửa, chạy. Nhanh em ơi. Cho mày đứng lại. Nhanh như cây, mày đâu rồi? Tụi mày đứng lại. Đúng bốn tụi mày hôm nay phải chết. Không xuống, nhắm mắt lại em. Tao coi tụi mày rồi. Không mở mắt ra thì làm sao lấy đường mà đi nè. Em đâu, anh nè, dịnh. Đây. Rồi, dịnh nè. Đi. Đi. Mở mắt ra, mau lên. Không thôi. Tao sẽ giết chết cả làng của tụi mày đó. Giết hả? Mày giết đi nè. Giết con nội mày. Mày giết đi con quỷ. Ủa? Em tưởng đây là chị Jimmy chứ con quỷ này ai vậy? Jimmy nào mà không có mặt, nó là Jimmy pha ke. Chính là Jimmy, chị là Jimmy nè Jimmy. Em phải tin chị. Rồi chị nói mày tao rồi. Dùm của tao xấu lắm, còn mày mất hết mặt rồi sao còn cái xấu của Jimmy nữa. Từ từ, để tao ăn cắp cái dao của con quỷ này. Mày chết rồi tao giật cái dao của mày nè con. Đấy được rồi. Không được rồi. Không được mở mắt nha Jinky, mày mở mắt là tao mày đi bụi luôn á Jinky. Ok nha ca. Rồi, bây giờ tao sẽ giết mày cùng ma mày. Cùng ma kia để trả thù tất cả mọi người lại. Xin lỗi mày nha. Tao phải làm thôi. What the? Oh la la, mở mắt đi em ơi. Ủa mà nó chết chưa mày? Chết rồi. Mở được nè. Trời ơi. Còn cái dao nó nè. Cái dao nó cũng tan biến luôn rồi em ơi. Ủa giờ mọi người sao? Quên nữa, Hachi đã chết. Gì? Nabi, Huy, ba người đó đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn Jimmy thôi. Ủa, giờ chỉ Jimmy sao? Ma mất rồi. Lên nhìn kia thôi. Trên đây nè. Đâu? Kìa, Jimmy kìa. Jimmy, tụi tôi giết xong được con ma rồi. Jinky, chỉ còn Jinky sống thôi. Rồi. Bây giờ tôi có một cách này, tôi biết được một cách đó hi ha. Bây giờ ông đặt vỡ cái gương này thì mọi người sẽ sống dậy đó hi ha. Ông làm mau đi. Không được. Ông phải làm, ông phải nghe lời tôi, ông không làm không được đâu. Không được. Chỉ có cách biết này thôi. Không? Mọi người đã chết thật sự rồi. Còn bà thì mãi mãi trong cái gương đó Jimmy. Không để như vậy được. Ủa, vậy đây là trong thế giới gương hay là ở đời thật vậy trời? Ơi, vậy tất cả nãy giờ, ủa mọi người đang giỡn với nhau đằng đẵng kìa. Tất cả chỉ là giúp mọi người. Hay quá à. Ủa, cho tôi hỏi cô có phải là cái gì giấm dùm dùm không? Ơi, cái này nó quen quen sao á. Mà đúng rồi. Ôi, tôi là shipper sao không quen. Ôi, nè cô bữa cô đặt cái gì nè. Tôi xin lỗi tôi quên ship tới. Hôm nay tôi mới ship kịp á. Thôi cô trả trước rồi tôi về đây. Ủa, vậy là sao ta? Thôi mình qua kêu Hi-Hi-Hi-Hi phải đi đặt gương chúng mình đi. Sao mình sợ quá mọi người ơi. Mấy bạn là mình chạy. Sáng sớm nữa mặt chưa sao mặt thơ vậy? Hello, cô đi chưa qua. Ê hi ha. Ông cầm cái gương này ông lên nhà đặt giùm tôi được không? Gắn cái gương này lên nhà đúng không? Thôi đợi anh xíu nha, ông quỳnh lại liền á Jinky. Ok. Thôi ông đi nhanh đi nha. Ôi. Giờ đã đâu? Ê tôi thấy cái góc này đẹp nè, Tao phải đặt cái góc đó. Thì góc này đẹp nè, nhìn khúc này là nhìn ra hẳn ở đây là đẹp vãi. Ủa là tôi đẹp trai thế nhờ. Duyên mới xịn vậy. Thôi vậy thôi nha. Ở lại đi, bye bye. Không cả, nó chỉ là giấc mơ thôi.
thôi mình đi ra chơi với mọi người thôi.